Hồi đó 10 ngàn mua được hai bó rau muống, giờ 10 ngàn chưa mua được nửa bó nữa, thì xăng lên điện lên đóng đó. Until I'm complete. Trời đất ơi, rửa xe mà xịt nước tùm lum vậy, hao quá. Trời ơi, rửa xe mà có gì đâu bà làm ghê vậy, có nhiều đâu. Chưa thu tiền nước chị ơi. Dạ, có cái trả kìa. Ờ, ông Hòa đúng không? Như vậy? Thông báo lần 2 rồi đó, nhớ đóng tiền đúng hạn nha. 300 ngàn. À, mở mắt to ra nhìn đi. Có 300 ngàn. Cái gì đâu. Ờ? Nhà mình có gì vui vậy mẹ? Mày coi ba mày kìa, ngày nào cũng rửa hai ba lần hết á. Đây nè, nước lên tới 300 ngàn luôn. Ông ơi, ông mắc cái bệnh sạch sẽ thì là mơ mốt giờ mình canh trời mưa mình ra đường, mình đợi cho nó rửa xe luôn. Hay là vậy thì thôi, mình quen mấy cái người nào mà chủ tịch hay là giám đốc gì đó, mình chở cho sạch sẽ xe. Sao lúc nào cũng nhắm vô cái bà Tư bán dịch mà chở hoài vậy? Mê bà lắm hả? Ê bà, kỳ cục bà, tôi lái xe ôm rồi tôi được lừa khách hả? Ông có muốn nhận hay không là do ông thôi. Ông nói chuyện mắc cười quá. Ủa, nhà mình có chuyện gì vui với mẹ? Mẹ mẹ, nhà con Hồng á, nó mới mua máy nước nóng á mẹ. Rồi sao? Nhà mình cũng mua một cái đi. Ui. Tại con thấy á, mỗi lần nhà mình muốn xài nước nóng phải nấu cực quá mẹ. Chứ tôi ký đậu mày thiệt chứ. Mua về chi cho tốn tiền hả? Vừa tốn nước tốn điện nữa hả? Trời ơi, mấy cái tiền điện tiền nước có nhiêu đâu mẹ. Ôi, bà. À, cha con tôi đói bụng quá, ước gì bà được nấu cơm cho tôi ăn nghe. Có tay có chân không? Có. Đói bụng tự đi nấu đi. Bây giờ tôi đang bận đi suy nghĩ tìm tiền ở đâu ra để đóng tiền nước rồi ha. Rồi xong luôn. Mẹ bị sao rồi bà? Chạy vô hỏi đi. Ủa, nay mình ăn chỉ có vậy thôi hả mẹ? Ừ. Ui, đã không có tiền tập gym rồi mà giờ còn ăn vậy nữa, sao con đẹp được? Ừ. Ăn cơm thôi. Ủa, hình như chưa có thịt luộc hả mẹ? Để con vô lấy. Ăn đi. À, mình à. Chắc là sáng đi chợ trễ quá rồi, không mua được gì đúng không? Đóng tiền nước hết tiền rồi. Mà muốn ăn bình thường á, ráng tiết kiệm đi. Tiết kiệm sao mà? Tôi quyết định rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi người chỉ được xài một xô nước trong một ngày. Hả? Là sao mẹ? Mẹ đừng nói là một xô nước mà đánh răng, rửa mặt, tắm rửa luôn nha. Còn nữa, rửa tay, dội cầu nếu đi toilet. Sao được mẹ? Nội con rửa mặt thôi đã hết một xô nước rồi. Vậy mới hao nước á. Mẹ mẹ, thí dụ mà con xài ít hơn một xô á, con có được hưởng gì không ạ? À mình nè, tôi thấy như vậy nó có hơi ít quá, không ấy thì... Không nhân nhị gì hết, tôi quyết định rồi, ai không tán thành, ra khỏi nhà. Ê, trời, bà vô trước, tới. Xong hả bà? Ừ. Vô đi.
chị nói sao ba bị thông cảm nha, thông cảm. Lẹ đi ba. Được rồi. À, Phúc ơi. Phúc. Dạ. Ba xin lỗi con nha. Thôi vô gì ba. Xô ba hết nước rồi. Mày giờ ba kẹt quá, cho ba mượn xô con nước của con nha, mai ba trả cho. Thôi đừng ba, đừng. Nghỉ chơi ba luôn. Phúc à, ba cũng muốn vậy đâu con, ba cũng kẹt lắm mà. Nữa. Ôi. Mẹ cho ba mắm tôm mà không có thịt gì hết. Giờ ba đi toilet hoài. Nãy giờ con chưa đi tắm được nữa kìa. Mệt quá đi. Ây, thiệt là thoải mái ghê. Đi xong cái nghe người. Trời ơi, ba đi cầu xong rồi. Ghê quá à. Ba xin lỗi cô gái nha. Tại ba hết lượt rồi. Mất nước gì. Ba, hôm nay ba nhớ trả xuống nước cho con nha. Đi học về con xài á. Ba mẹ nuôi mày không kể ngày tháng. Mày không nuôi ba mẹ ngày nào. Có xuống nước tính hoài. Ba đi học. Ba hửi con thử coi còn hôi không. Hồi nữa người ta gặp mày mà ta không ngập chết nữa là may lắm rồi đó. Vậy là được rồi. Sao rồi, có nước không tắm đi bị sạch dữ vậy. Trời ơi, con phải xài luôn cái xô nước của ba mới đủ để gọi đầu thôi á. Không tắm á thì còn xịt nước hoa được. Chứ mà đầu bết bết á ghê lắm. Mà mày lấy xô của ba mày tắm luôn vậy hả? Ừ. Tính ra cái xô đó là ba trả nước cho ông Phúc á. Ừ. Thì ba hẹn là ngày mai trả nó đi. Thôi, thứ ba con đi học. Cảm ơn ba nha. Bất quá là thêm ngày nó không tắm thôi. Ây da da. Tới nữa. Ôi dồi dồi. Trời ơi. Sao lúc này chứ. Chị Dạo ơi. Chị Dạo. Ở nhà em chị Dạo ơi. Ơi. Lẹ gì vậy? Ủa, anh Hoàng qua kiếm em hả? Em qua sửa ống nước cho chị nè. Ủa, ống nước nhà em đâu có hư đâu. Tôi sửa định kỳ cho chị đó. Nó sắp bể tới rồi đó, nó sắp bể tới rồi. Em nghĩ là em cần phải vô sắp sửa cho chị. Ủa, anh Hòa. Chị đi lên đi, để tôi tự làm được. Ủa, cái tiếng gì vậy anh Hòa? Hả? Tiếng xì nước. Trời ơi, nó chảy tùm la hết trơn à. Ê, hình như là nó bị xì ống cống sao à. Mà nó thúi dữ à. Nó xì ống nước xong rồi nó bể luôn cái ống cống. Trời ơi, chị đừng đứng đây hỏi, tôi có phân tâm, tôi không có sửa được. Đi. Để anh giùm cái. Trời đất ơi, cái ống cống này mà nó thúi dữ trời. Sửa ống nước xong thoải mái quá trời luôn nha. Cảm ơn chị Dạo nha. Trời đất ơi, tôi phải cảm ơn anh chứ. Anh á hả, mà không qua kịp á, đã bể ống cống á, chết. Mà hồi nãy sao thấy chưa gì hết mà nó thúi vô là thúi luôn á. Trời, tôi cũng nhờ cái ống cống nó thúi vậy luôn á trời. Mà cũng có thể là mai nó bể nữa, cho nên có gì mai tôi qua sửa tiếp cho chị ha. Anh, ở lại uống nước đó rồi về. Thôi, tôi về tôi sửa ở nhà tôi nữa. Cảm ơn chị nha, bye bye chị. Ba, sao ba nói ba chạy xuống nước cho con mà.
Xô nước mày tao có xài đâu, hỏi tao. Vậy chứ nước trong xô của bà đâu? Hỏi chị hai mày kìa. Chị hai. Gì? Thì mai tao bù cho, làm gì cần. Thôi chị hai nói vậy cái mai chị hai không có bù cho cô. Không chịu đâu. Không chịu rồi làm gì nhau? Không, mày không biết đâu, chị hai đền cho em đi. Thôi, có gì cũng cãi nhau nữa vậy. Phải học hỏi ba của hai đứa nè. Hai ba ngày nay tao có tắm đâu. Cái quan trọng nhất đi là cái tinh thần, biết chưa? Em không biết đâu, chị hai phải đền nha em, chị hai hay hứa lèo lắm. Ủa mày mắc cười quá, nếu mai không trả thì tao mốt tao trả. Ồn ào cái không để tao tính vậy là. Mẹ, hay là mình bỏ cái vụ tiết kiệm này đi, chứ con chịu hết nổi rồi. Không chịu nổi cũng ráng chịu đi, ai biểu phung phí quá làm chi. Ừ, bà nói đúng. Tôi thấy cái ý của bà rất là hay nha bà. Tại vì sao cái ý của bà nó làm tôi khắc sâu trong trái tim tôi nè. Đó. Nhưng mà tại vì sao hai đứa nhỏ này nó chưa có thích nghi kịp, cho nên là tôi nghĩ cũng tội tội cho nó, thấy cũng có chút đúng chút xíu à. Ý của Hạnh đúng. Dễ đường cho tụi nó chạy hả? Có đâu. Nhà này giờ ai cũng như ai hết á. Phải như vậy thì mấy người mới biết tiết kiệm, hiểu không? Mẹ, nhưng mà một xô là ít lắm á mẹ, đâu có làm được gì đâu. Chưa kể nhiều khi mình cùng bị ăn cắp nữa. Ít gì mà ít. Tại mấy người không biết tiết kiệm thôi. Chứ đối với tôi là quá nhiều. Quá nhiều? Ừ. Mẹ đâu có xài một xô như cha con đâu mà kêu nhiều. Ủa thì bữa giờ tao vẫn xài một xô bình thường mà. Tại cha con mẹ không thấy thôi. Con không tin. Mẹ làm biết bao nhiêu chuyện vậy, một xô làm sao mà đủ được. Đúng rồi, con cũng không tin. Hai cái đứa này quá quắc thiệt. Mẹ nói như vậy mà con không tin hả? Vậy thôi cá cược với mẹ mày đi. Cá là nếu như bây giờ một ngày mà mẹ bay xài đúng một xô á, là hai đứa bay phải nghe lời mẹ. Vậy nếu như mà mẹ làm không được thì sao? Nếu như mẹ tụi mày làm không được thì chúng ta sẽ bãi bỏ cái quy định này. Hay quá ha. À, ý tôi là tôi nói tốt cho bà đó. Mà hiểu không? Giờ cái mình nói như vậy thì tụi nó sẽ tâm phục khẩu phục bà hơn, đúng không? Ừ. Được. Nếu mà tôi làm được ba cho con giữ lời nha. Dạ. Giữ lời chứ, giữ lời. Thay vì đánh răng vô bồn thì mình ra ngoài đánh, tận dụng nước để tưới cây. Nước vô gạo mình để làm gì? Lấy rửa mặt, vừa đẹp da lại tiết kiệm nước. Rồi mình tận dụng nước đó để mình rửa chén luôn. Gội đầu xong thì đem nước gội đầu đó đi giặt đồ. Giặt đồ xong thì tận dụng nước đó để đi lau nhà. Tâm phục khẩu phục chưa? Vậy là bây giờ ba cha con đã biết cách tiết kiệm như thế nào rồi đúng không? Dạ biết dạ rồi biết. Mẹ biết. Trời ơi. Thiệt phải công nhận là nhờ bà chỉ dạy cho cách tiết kiệm dạ. Mấy ngày nay á thì tôi và hai đứa con đã sáng rất là sáng. Rất là đổi ơn mẹ các con. Vậy thì tốt. Vậy thì từ mai mình sẽ tiếp tục tiết kiệm nước ha. Rồi sau đó mình sẽ kết hợp nữa, tiết kiệm điện nè, tiết kiệm đồ ăn luôn. Ủa là sao mẹ? Không phải là mẹ chỉ muốn dạy cho cả nhà là mình phải biết tiết kiệm, nhưng mà ngày mai mình cũng phải sống như bình thường như lúc trước đúng không? Gì vậy? Bây giờ nhà mình biết tiết kiệm rồi, vậy thì phải phụ mẹ tiết kiệm cái đó. Rồi sau đó rồi mình còn nghĩ cách để mà mình tiết kiệm mấy cái khác nữa. Giống như bây giờ là điện đi ha. Thì mẹ nghĩ là 9 giờ tối mình sẽ tắt hết đi. Còn đồ ăn á thì bây giờ mình nấu đúng một ngày thôi. Nếu mà nấu dư á thì mình để qua ngày mai. Chưa hết. Hạnh, con bớt mua quần áo lại luôn đi. Phúc, mẹ cũng bớt luôn tiền ăn giặt của con ha. Còn ông nữa, từ ngày mai ông đi thẳng về nhà luôn. Ông đừng có la cà mấy quán cà phê, quán cóc gì hết á. Lúc đó mình sẽ để dành được một số tiền. Rồi cái mình mua. Tôi thấy bà càng lúc càng quá đáng nữa nha. Cái gì đó cũng phải vừa phải thôi. Ông làm gì tự nhiên ông lớn tiếng với tôi? Ủa tôi nói gì sai đâu? Nè bây giờ ông thử ông tính coi là
Một ngày một ly cà phê của ông bớt lại đi 10 ngàn. 10 ngày là được 100 ngàn rồi. Trời ơi, tôi là đàn ông, tôi đi làm, tôi không cờ bạc củ chè rồi. Ghé uống có ly cà phê cũng không được, vậy sao tôi chịu nổi? Thì giờ mình kiếm nhiều tiền đi rồi muốn uống bao nhiêu cũng được. Ừ, tôi vợ tôi ngu đó. Tôi làm không ra tiền, đã suốt cả ngày đi làm mệt mỏi rồi, về nhà gặp cái cảnh này, rồi sao biết tôi ở trong cái nhà này nổi nữa. Ông mở được đi trời. Ba, ba. Ba mày hôm nay bị khủng miếng gì á trời. Mà con thấy ba nói cũng đúng á. Mẹ làm riết á, con cũng không muốn về nhà nữa. Về nhà là mình phải cảm thấy ấm áp, thoải mái thì mới gọi là nhà chứ. Con là con gái mà nước mẹ đã không cho xài thoải mái rồi, bây giờ mẹ còn tính cắt luôn điện nữa. Ăn uống á thì không ra làm sao hết trơn á. Cái này á người ta không gọi là tiết kiệm đâu, mà là ép người ta sống kham sống khổ đó mẹ. Mẹ suy nghĩ lại đi. Này. Ê, dạ em nghe chị. Dạ 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 em qua liền. Dạ 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 dạ. Mẹ. Lần đầu tiên con thấy bà giận run người tới vậy luôn á. Giận run người nào? Cái đó là run sợ đó. Ủa kỳ vậy? Hồi nãy con thấy bà mạnh miệng lắm mà. Con tưởng đâu là bà muốn dùng lên không á. Nãy là cũng có hơi giận giận thiệt, nên là không có kiềm chế nên mới lớn tiếng với bà như vậy đó. Nhưng mà ba, con thấy hả, hồi nãy ba lớn tiếng vậy mà mẹ biết sợ đó. Thiệt không? Thiệt. Lúc mà ba bỏ nhà đi đó, cái con thấy mặt mẹ tự nhiên sợ liền à. Nhiều khi á là do trước giờ ba nhường mẹ quá, cho nên bây giờ mẹ mới làm tới vậy á. Ba. Hay là hả, bây giờ ba con mình ngồi đây nhậu mấy tiếng đồng hồ luôn, xong lúc đó mẹ sẽ tưởng thôi là ba con mình bỏ nhà đi. Nhiều khi hả, tới lúc mình quay về mẹ sẽ bỏ hết mấy cái luật kỳ cục kia luôn á. Chắc là bỏ luật công hay là bỏ hai cha con mình luôn vậy? Không, con thấy mẹ sợ lắm. Được phải không? Được mà. Vô ba. Chủ quán ơi, lấy cho tôi 2 xí rượu mang về nha. Ủa, sao vậy ba? Ông Bảy, ông mà ba thiếu tiền cà phê ổng. Giờ mà ông thấy mặt ba là phiền lắm. Ông qua rồi. Ông thấy rồi. Tiền cà phê. Bữa nào tôi với ông đi cà phê. Hôm nay tôi ngồi nhậu với gái tôi xỉn quá. Tôi nói đó, là cái tiền ông thiếu tôi đó. Tiền thiếu ông thì từ từ tôi trả ông ơi, bữa nay xỉn quá không có nhớ đâu trả của khác. Bà đã trả hết rồi. Bà nào? Vợ ông chứ bà nào nữa. Rồi vợ tôi trả hồi nào? Lúc sáng đi chợ gặp tôi, bà đã trả hết rồi. Thấy cũng thương. Lâu lâu á bà gặp tôi bà hỏi ông thiếu tiền tôi cái gì á, bà cứ trả hoài à. Thôi tôi về nha. Ba ổn không? Mày thấy mẹ mày á, lúc nào cũng đòi cắt tiền cà phê của ba hết. Vậy mà mày thấy rồi đó, ba đi trả nợ cách âm thầm cho tao. Vậy mà nãy tao lỡ lớn tiếng với bà luôn.
Con cũng hối hận quá. Nãy con cũng lớn tiếng với mẹ. Con cũng lớn tiếng với mẹ nè Hạnh. Thì tại vì lúc đó con bức xúc quá nên không có kiểm soát được. Đi về đi ba. Để về đi, để mẹ mày ở nhà bà lo nữa. Đi. Tính tiền. Ba có sao không? Không không, chắc đứng dậy hơi choáng à. Ủa, ba với chị Hai đi đâu mà giờ mới về vậy? Thì tao với ba giận quá nên ra ngoài quán ngồi tí. Ủa, mẹ mày đâu rồi? Dạ, mẹ đi làm rồi. Ủa, ba bị sao vậy? Ba hơi nhức đầu thôi. Vô lấy chai dầu cho ba đi. Dạ. Khóc. Ai chị ai coi đi. Chị ra từ đó đến giờ một mình mẹ phải lo tính toán nhiều thứ đó như vậy. Mà ba cha con mình chỉ biết xài thôi. Mà ba không có chịu phụ mẹ tính toán. Mà lúc mẹ muốn tiết kiệm á thì ba lớn tiếng với mẹ. Hồi chiều ba bỏ đi, con thấy mẹ khóc luôn. Nãy giờ có bao giờ mẹ khóc đâu. Lỗi của ba, nhưng mà cũng đâu phải tại ba không đâu. Tiền mua đồ của chị Hai không à. Chị Hai đi làm có tiền thì tự mua đi. Chứ chị Hai xin mẹ ăn chi. Nhỏ này cũng đâu phải mình tao xài. Mày cũng xài nè. Nhưng mà em đâu có xài tầm bậy đâu. Chắc là mẹ tụi con áp lực lắm mới khó khăn với gia đình mình như vậy. Chắc chắn là phải áp lực rồi. Mẹ dù đi làm như làm công chuyện nhà mà bây giờ còn phải tặng tiện chi tiêu để tính toán mua đồ cho cha con mình nữa. Nhưng mà trong mấy cái khoản phải trả không có thấy cái nào là chi cho mẹ hết á. Hôm bữa con xin mẹ mua mấy nước nóng, mẹ la con vì mà giờ mẹ lại muốn để dành tiền mua mấy nước nóng. Mẹ còn định mua sách kịch bản cho con nữa. Thôi, bây giờ từ đây á, cha con mình hứa với nhau là không có làm cho mẹ buồn nữa, biết chưa? Dạ, tôi không biết rồi. Mẹ nói gì cũng phải nghe đó. Dạ. Cái gì mà khóc sụm sụm vậy? Mẹ. Cái gì vậy trời ơi? Ba cha con muốn bị gì vậy? Bà ơi, ba cha con tôi sai rồi. Ba cha con tôi xin lỗi bà. Mới mốt mà bà có nói gì ấy, ba cha con tôi cũng nghe theo, không có cãi lời bà đâu. Thiệt không? Thiệt. Vậy ngày mai nha, là mình sẽ tiết kiệm điện. 6 giờ là tắt. Ba người xài một xô nước, còn mình ăn chỉ có một bữa thôi. Chịu không? Dạ chịu.
Khùng quá à. Tôi nói giỡn á. Vậy ai mà sống nổi. Chứ nói thiệt á, là mấy bữa nay tôi cũng biết là tôi quá với lại cha con ông. Nhưng mà tại vì mẹ áp lực quá. Chứ bây giờ á, miễn là cha con ông hiểu giùm cho tôi và biết cách tiết kiệm đi, tôi bỏ hết mấy cái quy định đó. Mà bà nè, mốt có gì khó bà cứ nói với tôi còn biết được tôi phụ bà. Và bắt đầu từ ngày mai á, tôi đi làm tôi sẽ tăng ca. Tôi không có lề la với quán cà phê nữa, tôi làm tới khuya luôn để kiếm tiền phụ bà, ha. Con cũng vậy, con sẽ tìm thật là nhiều công việc chụp hình nữa để con có thể kiếm tiền phụ mẹ. Con sẽ cố gắng học thiệt giỏi để dành được tiền học bổng để mẹ không phải lo tiền học cho con nữa. Ê, cái vụ học bổng nó có quá sức với con vậy? Má lại. Không, thôi, tại thấy quá sức thiệt mới nói mà. Con gắng được. Thì được, tính. Mẹ ơi. Gì? Con đói bụng quá. Ha. Mình nhớ tôi cũng đói. Chưa ai ăn gì đúng không? Dạ chưa. Hay. Vậy thì hôm nay cả nhà mình ra ngoài ăn một bữa. Ôi ôi. Trời. Để con đi thay đồ đẹp. Ê khoan. Vậy có tốn kém không vậy bà? Ăn hủ tiếu gõ ngoài đầu đường nè, tốn kém gì? Tốn đi ăn nhà hàng. Trời ơi, con tốn đi ăn nhà hàng. Ủa mà. Ôi kệ. Ba chị hai mới đi nhậu á. Có gì đâu, nhà đi ăn hủ tiếu nè. Quen cái chuyện này á, nó bị sợ quá, tội nghiệp á.